Bộ Công an đề xuất trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế của tài xế ô tô con khi tham gia giao thông. Quy tắc này đang nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều của các bậc phụ huynh. Còn tại Việt Nam thì trong những năm qua, cơ quan nhà nước đã nhiều lần đề xuất quy định trẻ dưới 10 tuổi không được ngồi trên ghế trước ô tô. Tuy nhiên vì nhiều lý do, quy định này vẫn chưa được luật hóa. Hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, được tách một phần từ luật giao thông đường bộ năm 2008 đang có hiệu lực. Cụ thể tại điều 9 dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định trẻ dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe khi tham gia giao thông đường bộ. Ngoài ra trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế thiết kế dành cho trẻ em, trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật đường bộ. Người lái xe phải kiểm tra hướng dẫn việc thắt dây an toàn cho trẻ em. Nhiều phụ huynh đồng tình với quy định trẻ em không được ngồi trên hàng ghế trước vì đảm bảo an toàn, nhưng nhiều ý kiến cho rằng việc quy định về độ tuổi của trẻ chưa thực sự phù hợp. Nhiều trẻ từ 6 tuổi đã hiểu và làm theo yêu cầu của cha mẹ.